Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt bạn đây là chiếc ghe nghề đập ship được anh em mình đóng mới nằm trên đà này. Thì hôm qua là mấy anh mình đã vô phần be rồi đó, gần bích be rồi mà. Bây giờ là tới phần ở trên, bắt cặp đũa cabin rồi đó. Bây giờ là bắt hai mấy cái những cái kèo chấu vô cái đũa cabin, chuẩn bị mà cẩu mấy cái trụ cabin lên dựng ghim trụ cabin đó mà. Đó, như hai anh thợ mình chứ đang chèn cái mấy cái kèo chấu lên đó. Bữa nay thì mình cùng nhâm mình xem mấy anh mình bắt cái phần chân cabin này. Ở đây là anh thợ mình chèn mấy cái kèo chấu ngang lên đó. Còn dưới đó là mấy cái trụ chưa đâu. Bắt mấy kèo chấu xong rồi mới lên mấy trụ, 6 cái trụ dài 5 mét mấy, 5 mét 1, 5 mét 2 gì đó. Đó, chèn lên rồi. Bây giờ anh cẩu cái khúc này vô lên đà cưa nữa mà, cưa hay gì nữa mà. Xài cẩu không? Ở đây cái phần ngoài sau lái tàu đây mà. Đó, còn trống một khoảng be nữa là muốn bít cái phần dưới rồi đó. Phần be dưới đó. Đây mà. Hai bên hai miếng la nữa, hai miếng be nữa là muốn bít rồi. Còn ngoài sau lái, thì hơi rộng. Đó, sau lái còn chắc khoảng 3 miếng be nữa. Hai bên là 6 miếng. Còn khoảng giữa ở be mê mỗi bên một miếng rồi. Đây. Hôm trước thì anh mình đã vô hai miếng rồi đó. Đó, một miếng ở dưới, miếng trên. Còn khoảng giữa. Khoảng giữa nó vuốt lên trên mũi nữa mà. Là hoàn tất cái phần be đó. Đây phần ở dưới mê dưới nè, bạn thấy đã không? Đó, còn trống miếng be nữa là muốn bít rồi đó. Còn đây, hai bên giống nhau. Ở đây là phần mê dưới nè. Nhìn nó hướng lên trước mũi mà. Cái âm tiếp, bạn thấy âm tiếp hết hồn một tiếp. Quá đã luôn. Ở đây là cái phần trên trước mũi kìa mà. Đó. Ở trên bon nữa mà. Đó. Phần cảnh ở trên phần bon. Bây giờ mình đang đứng ngoài phía sau lái này. Đấy, khu vực lái này. Nó chưa có lót dán bon đâu. Thả mấy cái đà ngang thôi, mấy cái than đó, than ngang đó mà. Đây bây giờ là ở ngoài sau là anh mình chuẩn bị bắt hai cái đũa dọc của cái cabin này. Đấy, hai bên hai cây. Để bắt mấy kèo chấu ngang nữa. Quá là đã, bạn thấy đã. Đây là phần mũi dưới này. Mũi dưới trên trước mũi vô được hai miếng be. Ốp vô cái tấm tiếp. Chú Hòa mình đang vô ở dưới nữa đó. Ở ngoài sau này. Còn 60 trụ cabin là anh mình cặp theo cái cây đũa, hai cái đũa dọc đó. Ở trước hai cây, ngoài sau lái một cây. Đó là 60 trụ cái. Be vô hả chú Hòa? Qua chú Hoài dán mặt buồn hết sức. Chú chị Dưa hả? Trước này chị khỏe không? Gặp không? Gặp luôn hả? Hay gì ta? Cái cần lắc nè. Bóp cho sát cái miếng bè dưới đây đừng vô bắt. Không dít gì nữa mà. Đây là quầy phía sau lái này. Có đũa nằm, đũa đứng, đũa tá là âm lưng mà đũa hông luôn nè. 2, 4, 6 cộng. Chỗ này là cặp đà máy nè. Anh mình chưa bỏ đà máy vô đâu. Sạch bóng luôn cậu ơi. Thợ đi tới đâu, cậu đi tới đó dọn dẹp. Lăn nhớt xe ông đa, cái cũ xe ông đa vô nó đỏ lòm. Nhìn đã cái ghen rồi chứ. Quét tối ngày sáng đêm vậy mà không sạch sao được. Mà con cái đi đụng dính nhớt cậu ơi. Dạ. Còn đây là anh thợ bắt cái kèo chấu.
Lấy cưa qua cưa mấy cái kèo chấu. Chà, đi kiểu này mới căng nè. Nãy đi kiểu kia cậu la làng, cậu đi ngày mới dữ á. Thấy cậu? Thua, đi kiểu đó thua. Cái mặt bảy phân mà không đi lên à. Thua, con cũng thua luôn nữa. Dừ dừ khúc khúc nào cũng dừ khúc khúc đó. Trời ngắn rồi bo đầu nữa. Không có đụng vô gốc ha. Cắt xong rồi chuyền vô bắt, đóng đinh bắt phàn bắt. Đóng câu lại. Đưa nó thẹo lên, thẹo đầu lên. Thẹo đầu lên, thẹo bên đừng thẹo giữa nha. Còn này thẹo lại dính cứng luôn. Một bên mấy cây anh cây? Bên 5 cây. Vô lượng cây này còn 4 cây lên trên trước nữa. 2, 4, 5 cây. Xong một bên nữa mà. Giờ anh mình chuẩn bị phan bắt nè. Phan bắt bồ lon. Bắt được một bên nữa. Bắt được bên công đà nè, còn bên đây phan xuống thành hai lỗ trên này đó. Cái bù lon bắt xiết lại à, thì bên đây anh cũng bắt rồi luôn rồi mà. Mỗi bên 5 cây nè. Bây giờ bắt xong rồi, giờ chuẩn bị cẩu mấy cái trụ đứng lên. Đang bỏ là đường cây đó. Hôm qua thì mấy anh mình bắt hai cái đũa dọc, rồi bắt mấy cái kèo chấu ngang. Hai bên là 10 cái kèo chấu ngang, rồi là kiên cố rồi anh mình sẽ cẩu mấy cái trụ đứng lên nè. Trụ đứng dài 5m1, 5m1 là 5m2 gì đó. Đó, ghim xuống. Ở dưới con anh đang đón đầu dưới nữa. Hai cây bên đóng trận lại luôn rồi. Để kẹp kẹp lại. Đó, vậy là anh canh cái độ ngã rồi mà. Anh thấy cái độ cái cây đó, ngã ngã lên trước á. Chứ không thấy là ghe nổi rồi nó cái cabin nó ngã ngửa ra sao nhìn kỳ lắm. Cabin là phải cho nó xôm lên trước phía trước. Nó nghiêng nghiêng lên phía trước nó mới ngầu. Anh mình phan lỗ dưới này nè. Phan mắt cái chân trước á. Ở dưới chân đó con lại trên con quá dữ cổ rồi. Cười cười rồi. Đóng bù lông dù. Dán vừa băng lên anh em ơi.
cái này chiếc cứt. Mình lấy chảo ra phang trên cây nữa. Ở trên con, ở dưới con luôn. Bằng dưới đuôi chi hơn ha. Bằng dưới cái bộ, đè cái bộ, đè cái đuôi lại cho ngay. Đè cái đuôi lại cho ngay. Ở đây nó ngay mà cho nó liền dưới đó thôi nha, nó bự hơn nữa nha. Cái lá đen kia đi đè lại. Mà nhưng mà cho. Đang chỉnh cây máy bên phải đó, bên kêu bên trái cố định anh bắt bù lon rồi giờ đó đang chỉnh máy bên phải. Lần cái nhà tắm à? Đã rồi nè. Nhà vệ sinh. Cái pin này quá trời bự mà, cái pin 2m8 luôn mà. Phía sau á mình đã ghim 6 cái trụ cabin rồi đó. Còn ở phần phía trước thì mấy anh mình còn vô mấy cái be mũi nữa mà. Anh Trung mình đang vô cái miếng be mũi đó. Vô gá được cái đầu là khỏe rồi. Bỏ ba lan ra luôn. Rồi rồi rồi, cái này. Rồi rồi, Phan đang vô rồi thôi. Không giúp rút vô hả anh? Hay quá anh Trung ơi. Hai cái lồng đạn luôn.
ghê ha, rút vô thấy thương luôn ha. À, rút tiếp, rút khác vô tiếp xíu nữa. Quá đã. Hay quá anh Trung ơi. Quá đã. Rồi, gài được cái đầu rồi. Cái hay của bắn vít là vậy mà, hỏi rồi anh bắn nó rút vô, đóng đinh đâu có bằng đâu. Rồi. Xong rồi gỡ cái chảo cho ra phàn bắt vô đó nữa. Giờ là làm sao? Phần ve mũi nè, bạn thấy không? Anh mình vô ở ngoài rồi, còn đây còn có hai miếng hai bên nè, là gần bít rồi. Đấy. Đấy, và sau thì mấy anh mình bắt mấy cái chân trụ cabin này, 6 chân trụ cabin đó bạn. Dựng lên 6 cây rồi đó. Đá xanh này làm như cắt ngọt hơn đúng. Ngọt mà lại đá nhau đá nữa. Dạ. Ví dụ như mình cắt này được 30 con. Đá đen thì không tới. Còn cái đá đen không tới rồi. Ừ. Mà cắt lâu nữa, nó chỉ nó còn mấy lưỡi mà tốt. Đó, có rồi. Đá đen cắt cù nhầy cù nhầy à. Ờ, nó kiểu như nó dày á. Dạ. Nó ăn chậm mà lại nó mau mòn đá nữa. Quá ra đầu luôn rồi. Mòn đá khác rồi, cái đá khác. Còn tôi kẹt mấy con à. Có thủ khỉnh đó rồi. Cắt đầu với nhũi này không cả ngày đó, anh Tuấn. Hai miếng. Quá trời đầu lon mà. Hai miếng. Quá hay. Dạ. Mình nhiêu đây cắt đó một ngày rồi, hổm làm buổi rồi. Bữa nay cắt một ngày nó mới xong biết bao nhiêu mùa đông đó. Bên đây cắt rồi, bên đây chưa cắt còn trên bụng nữa kìa. Còn phần trên bụng nữa kìa, trên bụng chưa cắt nữa. Hôm nay bù loan đầu loan rồi thấy không? Đó vậy nè. Quá trời quá đất luôn.
hôm nay thì mấy anh mình đóng cái cây cỡ chính giữa rồi mà chuẵn bị ráp mấy cây đứng. Mấy đứng của anh mình sẵn sàng sẵn rồi đó. Bào lắng bóng rồi, chuẵn bị ráp cái mấy cây đứng lên. Nay anh Mỉnh đóng cabin ha. Gác lên đồ đinh. Cái này được bào mới tinh rồi. Anh mình đang chia khoảng cách ra những chỗ điều bắt mấy cái đứng. Cái là từ đó chúng tôi là 1, 2, 3, 4 đón cây đã 5 cây đinh. Rồi sau cây nữa là 6 cây.
thêm hai cái đà nữa hả chú ạ? À? Đúng không? Ốp vô ngay chỗ đó nữa hả? Dạ, chịu ngõ đó. Cánh chế mà chế không được. Qua wow, dữ rồi. Cắn ngõ. Cái này cột. Hết một cái. Không có cưa đây luôn. Anh bỉnh trên gió à. Đó, anh Trâm xiết mấy cây trụ của cabin này đó. 6 cây còn sau rồi, 2, 4, 5, 6 6 cây đứng cao. Thank you.